Bạn lại là Syria về cầu trượt nha. Bây giờ mình có cái này ý tưởng cho chị mình chơi. Bây giờ các bạn hát thì mình để cho chị mình chơi đây này. Đây này các bạn hát gì đây? Đó, thế đây là khó khăn làm gì à? Với cả nó các bạn ơi, đây sẽ là bạn khi bạn trở thành chiếc camera. Nó sẽ màu nó sẽ tối hơn như này nhé các bạn. Đấy. Đây có một chiếc camera ở trên đây thì các bạn xem như này. Đợi xíu. Kiểu các bạn sẽ như này hoặc như này. I'm a fly, I can do fly. Rồi có làm giải vừa nói cả hướng dẫn đi. Hướng dẫn như gì? Là hướng dẫn cứ ý tưởng là cả làm hết đây nhỉ. Rồi đây là ngay. đây để mình cho các bạn xem. Đây là tầm nhìn của các bạn khi mà các bạn làm như vậy nhá. Đây là bên ngoài. Đấy, còn đây là đời thực. Rồi đây là đời thực nha. Đấy sẽ là trong tầm nhìn của các bạn. Ok không? Rồi. Ui. Thật ra là mình cầm máy, mình lại cố ý làm vậy. Không sao đâu. Bên trong máy hơi ối rẻ tí. Không sao. Nhưng các bạn lưu ý cái này có thể cũng sập được đấy. Chưa? Video trước mình thật ra mình có quay cả cái đoạn chào nhưng mà kiểu như là mình không biết ghép hai video vì mình mới quay mấy cái video dài như này đấy. Thế các bạn thông cảm nha. Lần này mình đã rút kinh nghiệm rồi, mình sẽ chào ở đây luôn. Ok. Quay thấp đi, nhanh. Ok. Các bạn không thích xuống nhà, các bạn là mấy cái người hướng nội ấy. Dành cho những bạn hướng nội mà thích trượt cầu trượt. Nếu mà bố mẹ không cho mua ấy thì cũng có thể tìm mấy cái một cái đệm mà nó có thể gấp như này ấy là được. Cho thì lấy làm nhất là mấy cái đệm này ở trong phòng các bạn ấy, ok luôn nha. Các bạn có cảm giác sợ hãi không? Đây sợ hãi ở chỗ này này. Đây đợi cho bà cá này, bà ấy trượt xong đã. Ok. Đây. Sợ hãi ở như này này. Đấy. Đấy, ấy, ui. Đấy. Các bạn xem cũng chắc cũng không sợ lắm đâu. Nhưng ở ngoài lần đầu các bạn làm thì cũng hơi sợ đấy. Và đây là kết quả của mình. Ui. Dạ. Ok. Đây. Nếu các bạn làm để cái máy như này đây. Rồi đây nhé. Ui. Chính ra. Đợi tí để Thóc sẽ làm. Thóc sẽ quay cho cả, ok không? Ok. Đấy. Nãy là nó hơi hơi sụp sình tí. Cái này lần này là mình quay như này cho nên là nó hơi ấy tí. Quay cho cả. Rồi. Các bạn hát xem kết quả chưa kiểu khá hơn. Nhưng mà hơi giống như chị mình này. Tạm biệt. Phải nói là Thóc chứ. The Blue Dino chứ. The Blue Dino. 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 Đi không phải đi. Bà này không cho vào kênh nữa bây giờ. Dino. Ok được rồi đấy. Ai vừa phá ức.
Nhưng mà vẫn phải gọi thóc bình thường như là thóc, được chưa? Biết chưa? Ok. Thành ra thóc là ở đây. Thế đi. Ok. Thôi. Cốc kì. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mà nếu các bạn muốn thì các bạn có... Mình sẽ quay thêm một video về series câu chuyện nha. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Các bạn nhé thôi đó.